gia cảnh ít ai biết của bé Sakiem, con trai nuôi của Isaac. Cậu bé Sakiem, hot boy nhí của chương trình Việt Nam Idol Kids, ước mơ sẽ có một phòng riêng để chứa được nhiều nhạc cụ hơn. Sakiem, top 4 Việt Nam Idol Kids 2016, không chỉ chinh phục khán giả bằng giọng hát mà còn khiến nhiều người phát cuồng bởi ngoại hình bắt mắt. Mái tóc xoăn sành điệu, gương mặt nam tính, lại thêm phong cách thời trang chuẩn Hàn chính là những điểm cộng làm nên sức hút về ngoại hình của cậu bé. Sakiem được khán giả ưu ái gọi bằng cái tên Hot Boy Nhí hoặc Soái Ca Nhí của Việt Nam Idol Kids. Tuy không giành được danh hiệu quán quân của Việt Nam Idol Kids, nhưng Sakiem đã để lại ấn tượng khá sâu sắc cho khán giả và ban giám khảo. Sau 3 tháng tham gia cuộc thi, người thân đều nhận định Sakiem chững chạc, trưởng thành hơn hẳn. Vẫn đang trong kỳ nghỉ hè nên Sakiem chưa phải tới trường. Cậu bé cũng tạm thời dừng việc học tập ở những trung tâm đào tạo thanh nhạc và dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Hiện tại, cậu bé đang sống cùng bố mẹ và anh trai tại một căn nhà thuộc phố Mai Hắc Đế. Gặp Sakiem ở ngoài, chắc chắn người đối diện sẽ bị ấn tượng ngay bởi nụ cười ngọt ngào cùng phong cách chuẩn Hàn. Mới 10 tuổi nhưng Sakiem khá dạn dĩ và người lớn. Cậu bé tỏ ra rất thông minh và quan tâm tới mọi người. Gia đình Sakiem gồm 4 người, cả nhà chung sống cùng nhau trong một căn nhà nhỏ trên phố Mai Hắc Đế. Toàn bộ tầng 1 của căn nhà là tiệm làm tóc của bố mẹ Sakiem, nên 4 người sinh hoạt chung ở tầng 2. Diện tích căn phòng sinh hoạt khá nhỏ, nhưng ba mẹ Sakiem vẫn đầu tư cho cậu con trai những món nhạc cụ mà cậu bé yêu thích. Cả gia đình không ai theo nghệ thuật, nên Sakiem là chủ sở hữu duy nhất của những món nhạc cụ này. Chúng vừa là dụng cụ học tập, vừa là đồ chơi của cậu bé. Mặc dù chiếc giường khá nhỏ, Sakiem vẫn tận dụng những khoảng trống để bày những chú thú bông được chương trình và các fan tặng. Bức tranh chân dung cậu bé vẽ bằng chì khá ấn tượng, là món quà đặc biệt do một người hâm mộ Soái Ca Nhí gửi tặng. Vì diện tích căn phòng khá nhỏ nên bàn học của Sakiem được tận dụng kê vào khoảng trống giữa chiếc giường của cậu bé và giường của bố mẹ. Ngay từ nhỏ, Sakiem đã ra dáng một hot boy, cậu bé được gia đình chăm chút khá kỹ lưỡng về mặt hình ảnh. Sakiem đam mê và theo đuổi âm nhạc được gần 3 năm. Từ sau một lần đi hát karaoke cùng gia đình và liên tục sánh mic, bố mẹ phát hiện ra cậu bé có khả năng ca nhạc nên vui vẻ đầu tư cho con học theo ở các trung tâm. Sakiem có thể chơi organ, guitar và một vài nhạc cụ khác. Cậu bé còn có thể mày mò, tự mình chỉnh lại dây đàn nhờ các hướng dẫn trên YouTube. Anh Long, ba của Sakiem là người Sài Gòn. Anh ra Hà Nội lập nghiệp với nghề làm tóc. Mái tóc xoăn bồng bềnh của Sakiem là sản phẩm từ đôi bàn tay của ba. Vài tháng nữa, gia đình anh Khiêm sẽ dọn tới một căn hộ chung cư cao cấp. Chị Oanh, mẹ Sakiem cho biết, Khiêm mong mỏi chuyển đến nhà mới lắm. Con chỉ ước có một phòng riêng để có thể bày được nhiều nhạc cụ mà con thích. Con đang xin một bộ trống, nhưng vì nhà chật nên gia đình chưa mua. Quả thực, khi tham gia Việt Nam Idol Kids, gia đình cũng không hề nghĩ Khiêm có thể vào sâu như vậy. Cả nhà chỉ nghĩ cho Khiêm đi cọ sát, giúp cho con có một kỷ niệm đáng nhớ trong dịp hè mà thôi. Chúng tôi không nghĩ sẽ đào tạo con thành soái ca hay ca sĩ trong thời gian này. Thời gian tới, gia đình sẽ để Sakiem tập trung vào việc học văn hóa. Năm nay, Khiêm đã lên cấp 2 rồi. Sakiem, em đẹp trai, dễ thương và gần gũi giống hệt bố Isaac. Chàng soái ca của chương trình Việt Nam Idol Kids đã có những chia sẻ rất thú vị, hồn nhiên về cuộc sống trong ngôi nhà chung, về cuộc thi mà em đã tham gia. Em cảm thấy chưa hài lòng lắm, nhưng đây là cuộc thi để em có dịp trải nghiệm và để học hỏi. Vì vậy, em sẽ cố gắng hết sức mình để tiếp thu nhiều điều hay, học hỏi nhiều điều tốt từ các thầy cô và các bạn để có thể hoàn thiện bản thân mình. Trong tuần qua, Sakiem đã bị ốm, vì vậy em đã không hát tốt. Việc bị các ban giám khảo chê trách có làm em cảm thấy buồn không? Em rất buồn vì đã bị ốm bởi một lý do mà bản thân em cần phải rút kinh nghiệm cho tuần thi tiếp theo. Em xin lỗi vì đã làm cho những người yêu quý và ủng hộ em phải lo lắng.
Trong tuần thi này, em hứa sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình thật tốt và phải hát thật hay. Cuộc sống trong ngôi nhà chung của Gia Khiêm với các bạn như thế nào trong những tuần qua? Cuộc sống ở ngôi nhà chung của em với các bạn trong suốt mấy tuần qua rất vui. Các bạn luôn hòa đồng, luôn chơi đùa với nhau rất thân thiết. Đối với em, những ngày được sống trong ngôi nhà chung thật sự là một kỷ niệm đẹp. Vì vậy, em sẽ rất buồn nếu như không được ở cùng các anh chị và các bạn trong chương trình Việt Nam Idol Kids nữa. Gia Khiêm cảm thấy bạn Hồ Văn Cường là một người như thế nào? Cường là một người rất hòa đồng. Trong ngôi nhà chung, em và bạn ấy rất thân thiết với nhau. Cường còn hay buộc tóc cho em. Bên cạnh Hồ Văn Cường, em còn thấy rất ấn tượng với bạn Bảo Trân vì em thấy bạn ấy rất nóng tính, nhưng cũng rất điệu ạ. Gia Khiêm nhận thấy mình giống với bố nuôi Isaac ở điểm nào? Em giống bố nuôi Isaac về tất cả, ví dụ như đẹp trai, dễ thương, dễ gần. Isaac nhận soái ca Gia Khiêm là con trai. Việt Nam Idol Kids đã bước vào vòng gala với top 10 thí sinh xuất sắc nhất. Cái tên đầu tiên là Đức Thanh đã phải rời khỏi chương trình do có số điểm từ khán giả, giám khảo thấp nhất. Tuần này, top 9 sẽ cùng nhau thi tài với chủ đề gia đình, thầy cô và bạn bè. Soái ca nhí Gia Khiêm vô cùng đáng yêu với ca khúc Cha và con trai Châu Đăng Khoa. Giám khảo Văn Mai Hương khen Gia Khiêm có giọng hát trời phú, nốt trầm hay cao đều bắt mic. Tuy có vài nốt cao hơi phô, nhưng đây là một phần trình diễn rất tốt. Nữ giám khảo còn khen Gia Khiêm đẹp trai hơn cả giám khảo Isaac. Thành viên nhóm 365 liền nhận luôn Gia Khiêm chính là con trai mình và còn nói đùa. Chú không muốn mọi người tập trung vào vẻ đẹp của con mà quên vẻ đẹp của chú. Những ngày sau đó, nam giám khảo liền đính chính lại. Ý chú nói không phải là muốn mọi người tập trung vào ngoại hình mà quên đi giọng hát của con. Mở màn Gala 2 là búp bê Khánh Linh với ca khúc đầy cảm xúc Mẹ tôi của Trần Tiến. Giám khảo Tóc Tiên nhận thấy sự căng thẳng, mất tập trung của cô bé trong nửa đầu bài hát. Ở đoạn cao, dù đã tự tin hơn nhưng Khánh Linh vẫn có những nốt phô. Giám khảo Isaac thấy được sự dũng cảm của Khánh Linh về việc chọn bài hát. Nam giám khảo cho rằng có thể vì quá nhập tâm nên Khánh Linh đã thể hiện chưa tốt. Giám khảo Văn Mai Hương nhận xét Khánh Linh bị căng thẳng cả bài, chứ không chỉ nửa đầu. Video luyện tập của bé tốt hơn rất nhiều. Diệp Nhi, bất chấp tất cả, hồn nhiên trong liên khúc Đi học, nhạc Bùi Đình Thảo, thơ Hoàng Minh Chính, Mặt trời trên Play, Trương Quang Lục. Giám khảo Văn Mai Hương cho rằng hai ca khúc này hơi dưới sức của Diệp Nhi. Giám khảo Tóc Tiên nghĩ rằng có khi sau buổi thi hôm nay, những câu hát nhí nhảnh của Diệp Nhi sẽ trở thành hiện tượng. Và nếu không nhắc tới thì chắc khán giả sẽ không biết được cô bé đã nuốt nước bọt giữa bài hát. Hiện tượng nhí Hồ Văn Cường tạm rời xa những bài dân ca để thử sức với hai nhạc phẩm Lòng Mẹ của Y Vân, Bông Hồng Cánh Đào, Phạm Thế Mỹ. Giám khảo Văn Mai Hương cho biết nước mắt cô chảy ngược vào trong, từng nốt, từng chữ cậu bé hát chạm đến những ngõ ngách của cảm xúc, mặc dù Hồ Văn Cường đang ốm. Lọt vào top 4, tranh tài ngôi vị quán quân cuộc thi Việt Nam Idol Kids 2016, cả 4 thí sinh nhí gồm Hồ Văn Cường, Say Đen, Bảo Trân và Gia Khiêm, các em đều được khán giả yêu mến. Điều đó giúp cuộc thi, đặc biệt là đêm chung kết xếp hạng sắp tới thêm hấp dẫn. Những dự đoán về tương lai của các bé đã trở nên rất sôi nổi. Trong đó, Gia Khiêm được đông đảo khán giả yêu mến bởi tính cách vui vẻ, ngoại hình dễ thương cùng giọng hát đầy triển vọng, vừa được đạo diễn Đức Thịnh mời đóng phim mới của anh. Diễn viên Thanh Thúy, đại diện hãng phim Thiên Phúc cho biết, Gia Khiêm sẽ diễn xuất và góp giọng trong bộ phim điện ảnh Sứ Mệnh Trái Tim chuẩn bị bấm máy. Theo đó, Gia Khiêm sẽ đảm nhận vai diễn lúc nhỏ của nam nhân vật chính và thể hiện một ca khúc nhạc phim. Với hình ảnh dễ thương kết hợp với sự nỗ lực, tự tin thường thấy, Gia Khiêm sẽ là nhân tố mang lại nhiều sự thú vị cho bộ phim điện ảnh được chờ đợi nhất trong năm 2016.